chào mọi người nhé. Hôm nay mình và Xuân nhận được quà học một hộp quà hấn giá, một hộp quà cũng khá là to. Giờ mình xin phép mời mọi người cùng với Xuân mở hộp quà ra. Đây mình nơi yếu, mới xéo tay. Xuân ơi, nghỉ. Nghỉ này. Một chú khỉ bông vừa lôi ra Xuân thật bắn này. Hello Xuân. Hello. Hello. À, đang tắm. Tắm cho Xuân này. Một chiếc quần bơi. Đây là bông tắm. À, còn à, đây chắc là bông kỳ, kỳ người. À, đồ cho Sơn này. À, đây áo này. Áo. Xuống. Khăn để ăn. Ồ, một bộ đồ đẹp. Đẹp nhỉ. Xuân này nhiều đồ quá. Ôi trời ơi. Rất là nhiều ăn cho Xuân này. 4 chiếc. À, 4 chiếc nữa. Và hộp đồ chơi. Đây là bộ đồ Xuân được tặng, nhưng mà Xuân hay chạy nhảy, hay bị tụt ra. Bộ đồ này là đồ hộp đồ chơi cho Xuân.
Hello. Hello, bạn Xuân. Xin chào. Xin chào. Xin chào mọi người. What are you? Video của mình và Xuân đến đây kết thúc nha mọi người. À, cảm ơn mọi người đã xem video của mình và Xuân. Hôm nay Xuân nhận được rất là nhiều quà, nấu bông, đồ chơi và rất là nhiều quần áo, khăn tắm nữa, có đồ tắm, quần áo đẹp nữa, nhiều. Mình và Xuân cảm ơn món quà tuyệt vời là đến cho Xuân. Tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và Xuân.